một chuyện ngoại tình. Khu phố mà vợ chồng chị mới chuyển đến khá yên tĩnh. Có lẽ cũng vì điều đó mà khi đến xem ngôi nhà có ban công rực rỡ sắc hoa này, chị đã đồng ý mua luôn. Căn nhà sâu trong hẻm có một khoảng sân rộng được che mát bởi giàn hoa bìm bím tím ngát. Kể cũng lạ, giữa thành phố chen chúc và chật chội này, kiếm ra một góc nhỏ có màu sắc của thôn quê như thế thật khiến con người ta cảm động. Lạ hơn nữa, mấy đêm nay nằm trằn trọc chờ chồng đi tiệc tùng về khuya, chị nghe thấy tiếng con gà trống báo canh đơn độc vang lên thảng thốt ở nhà kế bên. Một cảm giác bùi bùi thương nhớ cố hương chảy tràn trong tâm trí chị. Chị bỗng thấy thương chú gà trống khi một mình cất tiếng gáy đến khàn cổ mà vẫn không có một tiếng gáy của đồng loại nào đáp trả. Nó cũng giống như việc chị thao thức chờ anh bao nhiêu đêm dài trong căn phòng lạnh lẽo này mà anh cũng không thèm đếm xỉa. Cảm giác mình đang bị bỏ rơi cứ dày vò tâm can chị. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê, học hết cấp 3 thì xin vào một nhà máy may ở thị xã, vừa học vừa làm. Cũng tại đây chị gặp và quen anh sau nhiều lần anh về thăm cơ sở sản xuất. Công ty mà chị làm việc là một chi nhánh nhỏ của công ty mẹ đặt trên thành phố, do anh làm giám đốc. Trời phú cho chị nhan sắc hơn người, nhất là với đôi mắt lúc nào cũng vời vợi buồn như đang ẩn giấu một điều thầm kín. Cho nên sau này khi thành vợ thành chồng, anh thú nhận rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã muốn bao bọc và chở che cho chị. Chị lúc nào cũng thật nhỏ bé, mỏng manh trong mắt anh. Cảm tưởng như nếu anh không nắm chặt thì chị sẽ tan biến như mây khói. Đã có lần chị từng hỏi, sao giữa bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn hẳn về mọi mặt, anh lại chọn em? Anh cười bảo, vì ở bên cạnh em, anh thấy bình yên. Nhờ câu nói ấy nên dù phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, cấm cản từ phía gia đình, chị vẫn vững tin vào tình yêu ấy để đến được với anh. Chị nghĩ đơn giản một điều, anh ấy sẽ bảo vệ khoảng trời bình yên này. Bởi vì trước hết, bình yên là điều mà anh hay bất cứ người đàn ông nào cũng thật sự cần. Chị theo anh về làm dâu thành phố, hằng ngày tự vỗ về trái tim mình đừng quá trông chênh giữa nhịp sống nơi này. Chị từng chỉ nghĩ rằng chỉ cần có anh ở bên cạnh mình thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Chị sẽ nhẫn nhịn để làm một người con dâu tốt trong hàng núi ngôn từ cay nghiệt đay nghiến của nhà chồng hàng ngày vẫn dội vào tai chị. Anh không phải nghe những lời nói đó, anh bận bịu với công việc và những mối quan hệ xã giao nhì nhằng mà chị chẳng bao giờ hiểu nổi. Khi anh bước chân ra khỏi bậc cửa cũng đồng nghĩa với việc chị phải lên dây cót tinh thần để tự chiến đấu với sự cô lập trong ngôi nhà giàu có mà lạnh lẽo. Chị hoảng hốt trước những lời tử tế đầu môi che mắt thiên hạ. Chị cảm giác mình đang héo mòn, tan rữa ra từng ngày một. Khi chị không còn đủ sức nhẫn nhịn, cũng là lúc anh nhìn thấy những vết nứt toang ngoác của gia đình. Và cũng là lúc chị nhận ra mình không phải là người quan trọng nhất đối với anh. Thế nên ngay cả khi có mặt anh trong ngôi nhà, thì chị vẫn là người bị cô lập bằng hàng mớ những luân lý, những phép tắc của mẹ chồng. Để ôn thỏa mọi chuyện, anh mua căn nhà nằm trong hẻm yên tĩnh này cho chị. Cũng từ đấy anh như biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Ngày của chị bây giờ chỉ vòn vẹn trong hai chữ chờ chồng. Chị chờ anh cười với chị một tiếng, nói với chị một câu, chờ anh đi làm về với mâm cơm nguội ngắt, nửa đêm chờ tiếng bước chân của anh vào phòng rồi nằm quay lưng với chị. Chị cứ chờ anh của những ngày xưa. Đã có lúc chị nghĩ chẳng mấy chốc rồi chị cũng hóa đá vọng phu. Tiếng gà trống lại gáy xao xác cả một góc phố lúc về đêm. Anh đã ngủ say trong hơi men phả nồng nặc cả căn phòng. Chị nằm quay lại ôm chồng, thấy anh cựa mình hất tay chị ra, miệng lẩm bẩm gọi tên một người phụ nữ khác. Chị úp mặt vào lưng chồng, cố kìm nén bao nhiêu thứ cảm xúc rối rắm cứ trực trào lên ứ nghẹn. Những tiếng gọi lẩm bẩm của anh đánh thức thứ linh cảm rất đàn bà trong chị. Nỗi lo sợ vàng vất đâu đó trong ngôi nhà này chị đã cảm thấy từ lâu, nhưng không thể gọi rõ thành tên. Cái tên của người phụ nữ lạ hoắc nào đó được thốt ra trong cơn say của chồng, cũng giống như những giọt nước mắt chảy ra từ một giấc mơ. Tất cả đều thành thật đến trần trụi và tàn nhẫn. Lẽ nào
Có lẽ nào chị đang rối bời với mớ suy nghĩ hỗn độn thì thấy tiếng điện thoại anh rung trong túi áo khoác, mà lúc về anh quẳng nó ngay đầu giường. Tiếng rung ngắn, chị đoán đó chỉ là tin nhắn. Anh còn nhắn cho chồng chị vào giờ này chứ. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Khẽ nhìn anh đang ngủ say, chị luống cuống mò tìm điện thoại ở trong túi áo. Một tin nhắn, một cái tên viết tắt là V và dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến chị điếng lòng. Anh về đến nhà chưa? Chuyện hôm nay em xin lỗi, em thương anh. Chị xóa tin nhắn, để lại điện thoại vào chỗ cũ, từ từ nằm xuống giường, nhắm chặt mắt để mặc cho dòng lệ chảy ngập cả đêm dài. Sáng hôm sau anh thức dậy uể oải, nhìn lướt qua bữa sáng chị nấu được bày biện trên bàn. Anh bảo, từ mai em ăn sáng lúc nào thì nấu lúc đấy, anh đến ăn cùng với mấy anh em trong công ty. Lúc anh bước ra khỏi cửa, chị dặn với theo, anh uống ít rượu thôi, hôm qua say anh nói linh tinh suốt đấy. Anh bỗng dưng khựng lại, không quay đầu lại phía chị, chỉ hỏi nhỏ, anh đã nói gì à? Chị cười bảo, cũng không có gì, anh chỉ là gọi tên một ai đó rất lâu, say mà, anh nói lung tung em đừng để ý. Đêm nay chị không chờ anh về nữa. Trời mưa sấm chớp rất to. Chị nhớ không nhầm mình đã từng nói với anh là chị sợ nhất khi về ở nhà một mình trong đêm sấm chớp. Chị không dám chắc anh sẽ nhớ điều đó. Cuộc sống của anh có quá nhiều mối bận tâm hơn chị. Đêm nay chị chỉ nằm chờ tiếng gà gáy báo canh. Chị đoán nó là một con gà trống tre vì tiếng gáy rất nhỏ. Chị đoán đêm nay mưa, chắc hẳn nó sẽ buồn và gọi bạn lâu hơn. Nhưng chị chờ mãi mà không thấy tiếng gà gáy. Đã hơn 3 giờ đêm, nhẽ ra nó phải gáy được mấy canh rồi. Có thể tiếng sấm chớp to làm cho nó hoảng sợ mà không xác định được thời gian chăng. Chị đi chậm từng bậc cầu thang, đi ra ban công nhìn sang sân thượng nhà bên cạnh, dõi mắt tìm chú gà trống thường được nhốt ở đó. Con gà trống nằm gục đầu xuống đất, có lẽ nó đã chết cóng vì mưa lạnh. Mưa cũng đang trút xuống lòng chị tê tái, mưa lạnh thấu cả vào xương thịt. Chị tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc đau như búa bổ, thấy anh ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng. Anh hỏi han chị dồn dập, anh siết chặt đôi bàn tay chị trong tay anh. Lúc đó cô y tá vào kiểm tra tình hình sức khỏe rồi dặn chị, chị bị cảm do ngấm mưa, vết thương ở đầu thì cũng không nặng lắm, chỉ là xây sức nhẹ. Chị có thể xuất viện ngay ngày hôm nay được rồi, nhưng chị lưu ý vì chị đang mang thai, nhất là thời kỳ đầu nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi đang mang thai sao? Phải rồi. Chẳng lẽ chị vẫn chưa biết à? Chị nên tránh mọi va đập, cũng đừng để ngấm mưa như thế này sẽ rất nguy hiểm nữa. Chị như không còn tin vào tai mình. Niềm mong mỏi bấy lâu nay của chị không ngờ lại đến lúng lúc. Chị tưởng chừng như không thể gắng gượng được nữa. Việc chị có con giống như một phép màu. Đầu óc chị cứ quanh quẩn ý nghĩ về đứa bé đó. Nó sẽ giống chị hay giống anh? Là con trai hay con gái nhỉ? Nếu con trai sẽ đặt tên là Hùng, còn nếu con gái thì chị và anh còn chưa cả kịp nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh sẽ có một đứa nhỏ bi bô chạy đùa dưới khoảng sân tím biếc là chị thấy mình hạnh phúc quá chừng. Anh nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh chị, đưa tay vuốt gọn những lọn tóc mai trên trán vợ. Khó khăn lắm anh mới có thể thốt lên lời, anh xin lỗi hai mẹ con. Từ giờ anh sẽ không để em phải lo lắng và buồn phiền nhiều như thế nữa. Chị nhắm mắt, để yên tay mình trong tay anh, nói nhỏ, em đau đầu quá, chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm qua nữa. Chắc là do em vội vàng cất quần áo nên bị trượt chân ngã. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng lo. Chị đặt tay anh lên bụng mình, nhẹ nhàng vỗ về con. Chị tin đêm giông gió đã qua rồi, ơn trời là con chị không sao. Có con bên đời, chị tin mình sẽ biết cách để tha thứ và gìn giữ mái ấm này. Chị ngước lên nhìn anh, khẽ cười rồi bảo, chúng mình về nhà thôi anh. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Năm chỗ trên cơ thể phụ nữ càng che giấu, đàn ông lại càng thích. Dù là đàn ông hay phụ nữ, mong muốn được người khác giới chú ý và yêu thích là một trong những nhu cầu tự nhiên của bất kỳ ai. Nhiều người phụ nữ không thực sự hiểu đàn ông họ thích gì nhất ở phụ nữ, cái gì thu hút đàn ông. Trên thực tế,
có một số chỗ trên cơ thể phụ nữ cứ tưởng là xấu nhưng lại được các anh nam giới rất thích. Càng đem che giấu, họ lại càng thích xem. Thứ nhất, đùi to. Nhiều người phụ nữ cảm thấy mình tự ti khi mình có đùi to, khi mặc đồ vào nó to không được thon gọn. Nhưng thực tế, đây lại là điểm mà đàn ông họ rất khoái. Thứ nhất, đùi to thấy hấp dẫn về mắt và tinh thần cho đàn ông về một người phụ nữ có thân hình nở nang, săn chắc và đẫy đà. Thứ hai, là người phụ nữ này có một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt chuyện sinh đẻ sau này sẽ rất dễ dàng. Phụ nữ hoàn toàn có thể mặc váy ngắn để tự hào về cơ thể mình mà không phải lo lắng về suy nghĩ của đàn ông nữa nhé. Thứ hai, ngực trung bình. Phụ nữ thường nghĩ đàn ông thích ngực to, nhưng thực sự không phải như vậy. Đàn ông họ thích một người phụ nữ ngực vừa phải, không to, không bé. Điều quan trọng là nó là một bộ ngực tự nhiên, không bơm độn và săn chắc thì càng thích. Phụ nữ mà có ngực to nhưng mềm nhẽo, lỏng lẻo thì đàn ông cũng không thích. Vì đơn giản, họ biết rằng nay mai nó sẽ bị chảy xệ và cơ thể mềm như thế thì thường là một người yếu ớt. Thứ ba, đôi vai gầy lộ xương quai xanh. Ngoài vòng 1, đôi xương quai xanh gợi vẻ đẹp mong manh, đầy nữ tính của phái nữ, khiến người hâm mộ hết lòng thương nhớ. Trên thực tế, xương quai xanh còn gọi là xương đòn, là một trong những xương của thành ngực trước. Nó là một xương dẹt cong hình chữ S, một đầu xương tiếp xúc với xương ức, đầu còn lại tiếp giáp với xương bả vai. Theo một cuộc khảo sát thì vùng xương này được đánh giá là điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể người phụ nữ. Ngày nay, với tiêu chuẩn thể hình quai xương gợi cảm, được thử thách bằng cách đặt số lượng đồng xu vào hõm xương, càng đặt được nhiều thì phần xương quai xanh càng đạt chuẩn đẹp. Thứ tư, cằm trẻ. Rất nhiều cô gái có cằm trẻ nhưng đã phẫu thuật thẩm mỹ để bỏ mà họ không biết rằng cằm trẻ chính là biểu tượng cho sự phú quý của phái nữ. Về mặt nhân tướng học, cằm giống như kho của cải của người phụ nữ, càng dày thì càng có nhiều tiền tài. Nó không chỉ đem lại may mắn cho bản thân mà còn giúp cho sự nghiệp của chồng. Những người con gái có tướng mạo như vậy thì sẽ luôn có tài vận tốt. Ngoài ra, người phụ nữ nào sở hữu cằm trẻ thì chắc chắn sẽ trông quyến rũ và gợi cảm. Thứ năm, đôi môi đầy đặn. Bờ môi luôn được liệt vào danh sách những điều khiến nam giới mê mệt trên cơ thể người phụ nữ. Một cách dễ hiểu, đàn ông luôn chú tâm đến một số bộ phận trên cơ thể người phụ nữ, dù là lần đầu gặp mặt, và đương nhiên không thể bỏ qua đôi môi. Không thể phủ nhận rằng một đôi môi gợi cảm sẽ khiến người phụ nữ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt người đàn ông. Đối với phần đông nam giới, họ cho biết rằng mình bị thu hút bởi những cô nàng sở hữu đôi môi đầy đặn, gợi cảm. Chỉ cần cô ấy thoa một chút son thì mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. Đàn ông yêu bằng mắt nên họ dễ dàng bị thu hút bởi những cô gái đẹp. Thế nhưng, để chọn người lấy làm vợ thì không phải là đàn ông nào cũng có phúc khi chọn được những cô gái thuộc 6 mẫu phụ nữ lý tưởng sau đây. Bởi người vợ có thể không cần quá xinh đẹp về mặt ngoại hình, nhưng có những đặc điểm tính cách này thì cô ấy luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chồng và gia đình chồng. Mời các bạn cùng lắng nghe. 6 mẫu phụ nữ đàn ông có phúc mới lấy được làm vợ. Phụ nữ có nhiều kiểu người khác nhau, nhưng để lập gia đình, làm gia đình chồng được hạnh phúc, vui vẻ thì chỉ có 6 mẫu người phụ nữ này làm tốt. Đàn ông nào may mắn chọn được mẫu người phụ nữ dưới đây thì có phúc lắm. Thứ nhất, phụ nữ lương thiện, có một trái tim biết rung động. Người phụ nữ có tâm hồn lương thiện luôn có nhân cách cao thượng. Họ luôn được người khác nể phục vì những hành động giúp đỡ người khác, không màng đến bản thân. Họ luôn đề cao nhân cách của mình thay vì bán rẻ nó. Họ không làm chuyện thẹn với lòng nên cũng không sợ những rắc rối không mời mà đến. Họ không kết ân oán với người khác, sống tốt một đời bình an. Mẫu phụ nữ này thường là người không tranh hơn thua, được mất và so bì tính toán với người đàn ông của mình. Vậy nên, ở bên cạnh họ, đấng nam nhi luôn được là chính mình, chở che, nâng niu cô ấy và được thấy mình quan trọng. Sự dịu dàng và lương thiện của cô ấy sẽ là bến đỗ bình yên cho các chàng trai được nghỉ ngơi và tiếp thêm sức mạnh để theo đuổi lý tưởng của mình. Thứ hai, phụ nữ có đam mê.
Người phụ nữ sống có đam mê và luôn vươn lên, thực hiện những ước mơ của mình sẽ là một kiểu phụ nữ đàn ông thích chinh phục. Bởi lẽ các chàng đa phần không thích những người phụ nữ luôn phụ thuộc vào họ. Mặt khác, những phụ nữ có đam mê thường rất dễ thành đạt trong cuộc sống bởi họ có những mục tiêu để phấn đấu. Do đó, các chàng trai thích chinh phục những thử thách khó trong cuộc sống sẽ càng trân trọng và muốn có được bạn. Thứ ba, phụ nữ đảm đang bếp núc. Nếu bạn là người phụ nữ nấu ăn ngon, chắc hẳn bạn sẽ biết cách chăm sóc cho gia đình trong tương lai. Những người phụ nữ đảm đang sẽ làm cho người đàn ông luôn cảm thấy hạnh phúc sau mỗi giờ làm việc căng thẳng ở công ty với những món ăn ngon. Mỗi khi ngồi ăn cùng bạn, chàng sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho chàng được gói ghém trong từng món ăn. Thứ tư, ứng xử khéo léo trong tình yêu. Đàn ông luôn trân trọng và bị rung động bởi những cách yêu thông minh của phụ nữ hiện đại. Họ luôn ứng xử một cách tinh tế để người đàn ông của họ cảm thấy tự hào và được tôn trọng. Họ luôn biết cách vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để tình yêu không chỉ là những phút giây thăng hoa mà còn là những lúc chia sẻ cảm thông cho nhau từ những khó khăn hay cả những lúc hạnh phúc. Thứ năm, làm chủ cuộc sống của chính mình. Phụ nữ hiện đại đừng quanh quẩn niềm vui, nỗi buồn của mình bởi một người đàn ông, mà hãy mở rộng mối quan tâm của mình ra để cuộc sống sinh động và đầy màu sắc hơn. Làm những gì mình muốn, ăn những món mình yêu và gặp những người mình cần gặp. Có như vậy, phụ nữ hiện đại mới có thể hạnh phúc trọn vẹn và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và đàn ông cũng bị hấp dẫn với những người phụ nữ có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình. Là phụ nữ hiện đại, sau cuối cùng thì hãy là chính mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và trở thành người phụ nữ nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng bạn. Thứ sáu, phụ nữ tự tin, dám nghĩ, dám làm. Đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi người phụ nữ tự tin. Tự tin là một trong những tính cách nổi trội đại diện cho phụ nữ ngày nay. Họ tự tin với nhan sắc, tự tin với sự nghiệp và tự tin về bản thân mình. Những người phụ nữ hiện đại thì luôn thể hiện sự tự tin với đàn ông bằng cái cách chẳng bao giờ để mình bị chê bai hay hạ thấp nơi đông người. Họ tự chủ với suy nghĩ và cách ứng xử của mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.